Tôi là một người con của núi rừng Tây Nguyên, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng cháy. Cứ đến độ tháng 10, tháng 11 là nơi ấy lại xuất hiện một loài hoa rất đẹp. Không chỉ nổi tiếng trong thơ ca, mà nó còn để lại trong lòng ai đó một chút kỷ niệm đẹp mỗi khi đến với mảnh đất này. Theo truyền thuyết có một câu chuyện như thế này. Ngày ấy có nàng Hơ Linh và Ca Lan yêu nhau tha thiết. Ngày thì chàng vào rừng săn bắn hái lượm, nàng thì ở nhà xoe sợi dệt chăn. Đêm về họ đốt lửa múa hát, sống những ngày tháng bên nhau hạnh phúc. Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày. Vào một buổi sáng nọ, Ca Lan đi vào rừng săn bắn, đến tối không thấy về. Nàng Hơ Linh băng rừng lội suối đi tìm. Trong giấc ngủ thiếp đi giữa rừng vì mệt, nàng mơ thấy Ca Lan. Tỉnh dậy, nàng theo giấc mơ đến con suối và đau xót khi thấy rằng Ca Lan đang bị trói chặt, trên người đầy những mũi tên. La Rin, con trai của tộc trưởng La Sim, vì quá yêu Hơ Linh nên đã nung nấu giả tâm chia cách hai người. Và trong cơn hận tình, hắn đã bắn một mũi tên độc vào người Ca Lan, nhưng đau xót thay lại trúng vào người Hơ Linh. Mũi tên oan nghiệt ấy đã khiến cho nàng phải gục ngã trong tư thế quỳ, trong tay vẫn còn ôm chặt Ca Lan. Về sau, nơi đôi uyên ương ấy gục ngã xuất hiện một loài hoa có màu vàng rực rỡ. Người ta gọi đó là hoa dạ quỳ. Hoa dạ quỳ nó không chỉ đẹp mà nó còn có tác dụng trong y học, đặc trị dành cho những ai mùa đông đến lười tắm, bị ghẻ lở, mụn nhọt, mẩn ngứa, mụn nước, tay chân.